Học lớp mấy rồi? Lớp 3. Lớp 3. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ 2 Mạnh có mặt trong bản. Đây là một điểm thuộc tỉnh Lạng Sơn. Chào ông em. Chào anh ngoại, chào bà con nhé. Hôm nay làm món gì đấy em? Hôm nay em cho anh em vào trong bản sâu sâu, gọi là đi trải nghiệm ở trong kia mà anh ạ. Tính từ thời điểm máy đậu này em di chuyển vào trong cái khe đấy xa không? Vào khoảng độ hơn 6 cây anh ạ. 6 cây? Vậy thì vào trong đấy chắc chắn là không có sóng điện thoại đâu nhỉ? Đây tầm 13 cũng không dùng được đâu anh ạ. 13 không dùng được à? Ok. Vậy thì hôm nay mời các bạn cùng với một bạn lái máy ở đây cùng tham quan những cái vẻ đẹp của núi rừng cùng con máy xúc này. Đấy. Bây giờ thì máy đã bắt đầu nổ để tiến hành để di chuyển vào phía bên sâu bên trong. Như bác lái của chúng ta chia sẻ thì tính từ cái thời điểm mà máy bò này di chuyển vào trong chỗ làm khoảng đâu đó 6 km. Với 6 km mà đường bê tông hoặc là đường bằng ngoài phố thì chúng ta có thể di chuyển rất là nhanh, chả bao lâu. Nhưng với 6 km ở đường đồi núi thì chúng ta phải di chuyển rất là lâu các bạn ạ. Vì trên đồi núi thì toàn bộ những con đường này là những cái đường chạy vòng xung quanh theo những cái sườn núi. Những cái đường này thì ngày xưa thì được người dân người ta làm, sau đó thì trải qua nhiều năm tháng được máy xúc vào để mở đường khai thác keo thì dần dần nó đã hình thành nên con đường to hơn. Chính vì vậy nên là máy móc mới đi vào được các bạn ạ. Núi rừng mang lại, thiên nhiên mang lại cho ta một cái vẻ đẹp quá tuyệt vời. Đây, đứng từ một góc này các bạn có thể nhìn thấy đây chỉ là một góc nhỏ của tỉnh Lạng Sơn. Đấy, ở đây thì không giống như dưới miền xuôi. Miền xuôi chúng ta thì đi một bước chân thì có một nhà. Nhưng ở đây thì các bạn có thể là xa tít tân trời ngay tận bên núi kia hoặc là bên những cái dãy núi bên kia thì mới có một nhà thôi. Đấy, rất chi là dân thừa thớt. Cả mà những cái dãy núi to như vậy mà đâu đó chỉ có khoảng mấy chục hộ ở thôi các bạn ạ. Như thế là số quá ít. Như bạn lái máy vừa có chia sẻ thì anh vào sâu bên trong này rồi. Dù anh có dùng cái điện thoại iPhone 13, những thiết bị thông minh và tiên tiến nhất thì vào đây cũng chỉ là cái củ gạch thôi. Bên ngoài các bạn có thể bắt được sóng 4G, nhưng vào trong đây không những không bắt được sóng 4G mà còn không có tí sóng nào của nhà mạng luôn. Đấy, nên vào trong đây cũng được ví như là vào để trốn nợ các bạn ạ. Đó, rất đấy. Trải qua một đêm ở đây thì mình cũng chưa quen với khí hậu ở trong Lạng Sơn này. Lạng Sơn thì các bạn cũng biết là ban ngày nó có thể là hơi nắng một chút, ban đêm thì nó sẽ rất là lạnh. Mùa này thì nếu như chúng ta đi làm hoặc chúng ta ở đây không có cái áo gió hay là áo khoác thì sẽ không chịu được với cái thời tiết này. Khúc này thì máy đang di chuyển qua giữa hai bên của rừng thông. Ở đây thì theo như mình nhìn thấy thì cái địa phận này đa số họ trồng keo và trồng thông. Ngoài ra thì mình chưa thấy là có một cái loại cây trồng nào chủ yếu ở đây. Chắc là do cái điều kiện khí hậu và do cái thổ đất ở đây chỉ phù hợp để trồng thông và trồng keo thôi. Khá là
là vất vả cho một con máy xích phải di chuyển trong những cái cung đường ngoằn nghèo gồ ghề mà lại còn xa nữa. Như ở dưới phố thì chúng ta đi từ điểm này đến điểm kia, chúng ta không đi đường này thì đi đến đường kia cũng được, đều tới đích. Nhưng ở trong một cái bản nằm khá là sâu ở phía trong này thì để chúng ta có thể đi được xuống dưới sâu cái thung lũng dưới khe kia thì bắt buộc chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là đi theo những cái con đường bám theo sườn núi này. Còn nếu không thì chỉ có một nước là lăn từ đây lăn xuống thôi. Để xuống được khe núi, nếu như ở cái thời điểm trên thì nếu đi thẳng xuống nó rất là nhanh và không tốn nhiều thời gian. Nhưng do nó không có cái đường đi thẳng xuống như vậy thì bắt buộc phải đi theo con đường mòn này thì máy sẽ phải mất xa hơn, quãng đường đi dài hơn và thời gian di chuyển nó sẽ lâu hơn. Bởi vậy nên là khi một con máy mà vào làm trong dân, trong bản thì đa phần đều là làm tầm 1 tháng đến có khi hơn họ mới rút máy ra một lần, vì nguyên cái khâu vận chuyển máy vào đây đã mất rất là nhiều công sức rồi. Đấy, đoạn này bắt đầu máy xuống dốc sâu hơn này. Phía bên trái các bạn là những cây thông. Cây thông này thì đang được những người dân ở nơi đây họ lấy nhựa để cho phục vụ cho các cái mục đích khác nhau. Đây là cây thông đang trong thời gian mà lấy nhựa. Nhựa thông. Đường đồi đường núi này mà có những con máy đời tống đời cổ, chân cẳng yếu hoặc là xích kém thì không thể đi được các bạn ạ. Vì các bạn có thể nhìn thấy cái xích kia khi nó đi không phải đường bằng, nó nghiêng ngả, ga lê rồi cầu xích mà kém thì rất dễ dàng bị tuột xích ở đây. Mà những cái trường hợp bị tuột xích ở những cái đường này thì rất dễ là nguy hiểm, và đặc biệt là không thể nào có thể lắp được ở những cái địa hình này. Ngoài ra thêm nữa là làm ở trong những cái phần đồi núi bản này thì các bạn phải sắm sửa cho mình đủ đồ nghề và máy ngon. Một khi mà trục trặc nó không sẵn đồ như ở ngoài phía nông thôn chúng ta đâu, đôi khi phải đi hàng vài chục cây số mới mua được một cái ống tiêu hoặc là mua được một can dầu. Nếu tính từ thời điểm con máy này đi để ra cây dầu mua được thì nó rơi vào khoảng 30 km để mua được một can dầu. Và bây giờ thì tôi đã lên được một cái địa điểm vào sâu hơn phía hồi nãy. Đứng từ góc này các bạn có thể nhìn thấy thiên nhiên tuyệt vời của Lạng Sơn mang lại. Dưới sâu kia là một cái khe núi mà chắc là máy phải xuống. Và bên kia là xa là những cái ruộng bậc thang có đám trâu đang ăn. Và dưới kia là một ngôi nhà nho nhỏ của những cái người dân trong bản ở đây. Đấy, ngôi nhà kia thì không phải là ngôi nhà xây bằng bê tông cốt thép các bạn nha, mà được xây bằng đất. Đấy, đất. Đấy, gọi là nhà tranh vách đất. Đây, đứng từ một góc này thì mình càng nhìn còn rộng hơn. Đấy, những cái khúc đường mà lô nhô lộn nhộn, rồi chưa kể là những cái nhà đan xen. Đấy, phía xa theo mắt thường mình đứng đây mình nhìn thấy thì ở đằng kia có một đám bạn nhỏ. Đấy, một đám bạn nhỏ thấy máy xúc ở đây là đã bắt đầu nhìn thấy từ xa là đã rất là thích rồi các bạn ạ. Đó, rất là thích rồi. Vậy nên mới hiểu là lên đây thấy cảm giác được cái không khí ở đây nó thật sự là tĩnh lặng và đẹp. Đấy,
đấy, những cái ngôi nhà này. Mình sẽ sớm review những cái căn nhà kia và những cái phong tục ở cái miền đất ở đây. Đấy, ngoài ra đây có một căn nhà này, thì tận trên đỉnh kia mình có một căn nhà nữa, khá là xa xôi. Thế theo thông tin mình nắm được thì ở sâu trong cái phần núi này chủ yếu là dân tộc Dao các bạn nhé. Ở đây thường thường là dân tộc Dao đồng. Đấy, trời ơi, rất là đông. Đây là máy đang di chuyển theo cái đường ngoằn ngoèo để xuống này. Những bước chân đầu tiên của con máy đang tiến dần vào phía sâu trong bản. Càng ngày thì máy càng tiến vào sâu hơn, vào xa hơn. Hơi vất vả một xíu vì là vừa phải xuống ở một cái độ dốc cao, vừa phải leo những cái phần xích này lên những hòn đá, nghiến xích rất là xót ruột các bạn ạ. Tuy nhìn bằng mắt thường thì có vẻ như cái độ dốc này không cao lắm, nhưng khi mình đứng ở ngoài tận mắt mình mới thấy được là những cái độ dốc và những cái nguy hiểm của cái phần đồi núi này mang lại. Thì nhấp nhô đấy, lúc nào máy cũng trong tình trạng là dốc đầu xuống, cúi đầu. Dưới xa xa kia là những ngôi nhà của những người dân. Xuống nữa đi anh, quay đầu em, xuống nữa anh quay đầu. Bên này để xuống sâu phía đằng suối. Đây là những bạn trẻ người dân tộc Dao ở đây. Chào chú chưa? Nào lớp mấy rồi? Lớp 3. Có đi theo máy chơi không? Tí đi theo chơi nhá. Nào chào khán giả cái nào. Chào đi. Đi quay ngựa bạch đi đây. Này. Đấy, đây là những bạn trẻ mới học lớp 3. Trẻ rất là, những người dân ở đây, những bạn trẻ rất là thân thuộc các bạn ạ. Đấy. Đây là toàn bộ là người dân tộc Dao đỏ. Dao tiền. Đấy, Dao tiền đấy. Đây, máy bắt đầu tiếp tục di chuyển theo những con đường kia để vào. Rất là vất vả mà máy vẫn chưa được tới chỗ làm việc. Để tới được chỗ làm việc, máy cần phải băng qua một cái vực sâu này để có thể xuống bên dưới. Ở đoạn này thì chưa được mở được, nên bác tài của chúng ta phải mở một con đường để giúp cho máy có thể dễ dàng đi xuống được. Bên này thì gồm những người dân ở trong bản, họ ra xem cái máy đang làm gì. Và đặc biệt hơn nữa là những cô cậu trẻ con kia đấy, nhìn thấy máy xúc rất là sướng nên là ra xem. Vậy nên là lên đây rất là nhiều khán giả các bạn ạ.
đoạn này hơi dốc nên máy còn đang cần phải mở một con đường xuyên thẳng xuống phía dưới cái khe ở dưới. Lái máy đóng cửa mắt rưỡi luôn. Hầu như là máy xúc đi đâu thì mở đường gì đấy, thành ra là người dân cũng có những con đường đi tắt. Chứ bây giờ nếu mà mở bằng tay thì đến biết bao giờ mới có được một con đường để đi. Đoạn này là dốc thẳng đứng máy luôn. Đối với những người mà không có tay nghề vào đoạn này thì không bao giờ dám xuống. Đấy, dốc đứng máy rồi. Về cơ bản là mở đường để đi vào phía trong. Nếu như chúng ta không phải đảm nhiệm công việc mở đường thì chúng ta hạn chế việc xả đường ra. Xả đường thì nó sẽ mất nhiều thời gian và tốn dầu cho mình. Gần tới chưa? Quá dốc luôn, trẻ con thì ở đây vui, rất vui. Lúc nào cũng đi theo máy. Và không phải đợi lâu hơn nữa, chỉ còn một lần xả và một lần xuống dốc này nữa thì máy sẽ tới được cái địa điểm làm việc các bạn ạ. Ngoài việc làm đường ra thì còn tiện thể làm luôn cho đường một cái đường nhỏ nhỏ cho người dân người ta đi. Đấy, nhìn có một cái đường nhỏ nhỏ kia các bạn nhé, đó là một đường đi bộ của người dân để họ có thể đi xuyên vào trong những cái phần rừng ở đây. Đấy, lúc này thì ngược lại không có đất nhiều mà toàn bộ là đá, cục đá xít. Như vậy là ngày hôm nay một quãng đường rất là dài khoảng 6 km thì băng qua các khúc cua, băng qua những cái sườn đồi và băng qua những cái cánh đồng của người dân nơi đây, thì anh em chúng tôi cuối cùng cũng đã đến được với con suối các bạn ạ. Ở với con suối này thì hơi tiếc là mùa này không có nước. Đấy, mùa này thì nước chỉ có một ít sơ sơ thôi. Đấy, hiện tại thì anh em chúng tôi đã di chuyển tới đích. Bây giờ tạm thời là đậu máy tại đây để xem bác chủ của chúng ta và người thuê họ cần thuê để làm công việc gì. Đấy, nước suối đây rất là trong xanh và mát. Nước này thì nếu như chúng ta khát nước vẫn có thể uống được các bạn nhé. Hiện tại thì anh em chúng tôi phải tạm dừng chân tại chỗ này để ngày hôm sau tiếp tục với công việc làm. Còn công việc làm cái gì thì đợi bác chủ thôi. Đấy,
một công cuộc di chuyển máy và một cái ngày làm việc rất là mệt nhọc. Và chúng tôi luôn luôn có một đội ngũ trẻ con đi theo hàng ngày. Thì ở đây vào đúng dịp trẻ con nghỉ học các bạn ạ. Rồi, video của mình hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.